Vâng thưa các bạn, sau 7 năm có mặt tại thị trường thì Audi A7 Sportback e-tronic lại tiếp tục ra mắt phiên bản mới. Và Hùng thì đang có mặt tại Singapore. Đây là một cái triển lãm riêng của Audi. Và điều đầu tiên thì mình muốn chia sẻ về mức giá của mẫu xe này tại thị trường Singapore. Đây bảng giá niêm yết là 370.500 đô Sing. Và nếu như mình quy đổi nhanh sang thị trường tiền Việt chẳng hạn thì nó có giá khoảng hơn 6 tỷ, khoảng 6 tỷ 2. Và về tổng thể thì Audi A7 vẫn giữ nguyên cái kiểu dáng của thế hệ trước này. Tuy nhiên những cái thay đổi về phần đầu xe, bên hông và phía đuôi xe đã mang lại một cái nhìn trông nó sắc nét và hiện đại hơn rất nhiều. Và thưa các bạn, đây, những cái thay đổi đấy nó nằm ngay ở phần lưới tản nhiệt đấy ạ. Linh hồn của tất cả của những chiếc xe nằm ở phần lưới tản nhiệt Quattro. Và hệ thống cảm biến trước thì đương nhiên rồi, camera trong hệ thống camera 360, bây giờ những cái mẫu xe nhiều tỷ này thì là đương nhiên hệ thống camera 360 là tích hợp rồi. Và công nghệ đèn, đèn là một trong những cái công nghệ cực kỳ nổi bật trên dòng xe của Audi, có thể Audi luôn tiên phong về công nghệ đèn. Sẽ có rất nhiều tùy chọn, cơ sở thì sẽ là đèn LED bình thường, nhưng bạn có nhiều hơn thì bạn sẽ được trang bị gói đèn Magic LED, thậm chí là Laser LED là cao cấp nhất. Và chúng ta hãy quan sát những cái chi tiết thể thao của Audi A7 nha các bạn. Cản dưới nó sẽ khác những cái dòng xe như A6 này. Và hốc hút gió rất đẹp. Bây giờ thì chúng ta hãy quan sát phần bên hông đi. Đây, tất cả những cái mẫu xe thể thao đều có la răng rất đẹp. Bằng la răng bằng vật liệu hợp kim này. Thực sự mà nói mà sờ vào thì chất liệu của những chiếc xe Đức như thế này thì rất là đẹp luôn. Nhìn đã thấy đẹp rồi, sờ vào còn thấy sướng nữa, đến la răng còn sướng nữa thì các chi tiết khác cũng sướng. Và lốp là lốp 255 nha các bạn. Những chiếc xe thể thao cần cái bề mặt lốp rộng để có thể bám tốt, la răng 20 inch. Xe này được trang bị gói S-Line nhé. Và đây là một mẫu xe rất đặc trưng của mẫu gọi là sedan coupe 4 cửa. Và các bạn sẽ thấy rằng trên cái viền kính này, ở các cửa là không có viền kính nha các bạn. Không có. Và cửa thì sẽ là cửa hít. Tạch, nhẹ nhàng đẩy lên, kín khít luôn. Toàn bộ cái bề mặt của cửa trước, cửa sau và trên trụ bê này, nó có một cái thiết kế rất là liền mạch. Trụ bê này được sơn đen chìm vào trong. Lốp trên những cái mẫu xe thể thao của Audi sẽ dùng lốp hàng hiệu Pirelli, đốt lốp thoải mái. Và tiếp theo các bạn sẽ được thấy một chiếc đuôi xứng danh với cái tên của nó, Sportback. Phần cánh đuôi này khi chạy ở tốc độ khoảng 120 km/h thì nó sẽ tự động bật lên để ép cái phần đuôi xe xuống. Tức là cái đuôi xe này nó sẽ tạo ra hai cái luồng không khí, hai cái luồng khác nhau, hai cái luồng trên và dưới. Nó ngược với hoạt động nguyên lý của cái cánh nâng của máy bay. Và cái sự chênh lệch áp suất đó nó sẽ ép phần đuôi xe xuống. Những chi tiết này mang lại một cái giá trị rất lớn trên những cái dòng xe thể thao. Và nếu như các bạn quan sát phần đèn này phải nói rất đẹp luôn. Phần đèn trên Audi mới, các cái dòng xe được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế mới như A7, A8, Q8 thì đều là một cái đèn liền mạch từ bên trái chạy dài qua bên phải, và khi bật thì nó thường tõe từ giữa trải ra. Công nghệ đèn OLED, ngay cả các cái phần chi tiết bên dưới chẳng hạn, nó không còn những cái chi tiết thừa nữa, trông nó nhờ nhựa nữa mà cực kỳ liền mạch luôn và tinh tế. Bô thì các cái dòng xe Audi ứng dụng ngôn ngữ mới thì bô thường được giấu chìm phía bên dưới ạ, giấu chìm phía bên dưới. Thân và khung gầm A7 thế hệ mới sử dụng vật liệu nhôm rất nhiều nha các bạn, để nó giúp giảm trọng lượng của xe. Ngoài ra cái hệ thống dẫn động Quattro này cũng được tối ưu với đặc tính thể thao của mẫu xe này. Và như các bạn thấy thì ngay cả hệ thống lái, hệ thống treo cũng được điều chỉnh theo phong cách thể thao. Và đặc biệt là mẫu xe này có trang bị V-size cầu sau nha các bạn. Và với mẫu xe này thì đốt lốp, drip các kiểu thì phê thôi rồi luôn. Và bên ngoài thì rất đẹp rồi, những mẫu xe của Đức, của Audi thường không phải bàn cãi nhiều về cái thiết kế nữa. Chỉ là bạn yêu mẫu xe nào mà thôi. Còn bên trong thì sao?
Kính tự động làm khít, rất đẹp luôn. Ngôn ngữ thiết kế mới đã mang lại cho cái phần nội thất của Audi một cái phong cách hoàn toàn khác biệt. Nó tạo một cái sức sống tràn ngập công nghệ luôn. Công nghệ 4.0, công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, vân vân rất nhiều. Và trên cái mẫu xe thể thao này cũng được, cái phần táp lô này cũng được chia làm mấy tầng, tầng trên, tầng dưới, tầng dưới nữa. Đây thì là nhôm nhựa, nhôm rất là đẹp luôn. Chi tiết thì không phải bàn nha các bạn. Ui, chắc đỉnh nịch luôn. Sờ vào đâu cũng thấy đẹp. Có lẽ là cái màn hình này thì mình sẽ phải bật lên. Màn hình trên thì có kích thước to hơn. Đây, mình sẽ bật lên. Ok, có cả SIM card. Wow. Màn hình trên là chúng ta có thể điều chỉnh các cái hệ thống như là radio, kết nối điện thoại, setting xe, rồi hệ thống dẫn đường. Có thể kích hoạt cái wifi hotspot đây. Đấy, chúng ta có thể đó. Tuy nhiên là bây giờ tôi không có chìa khóa, trong khi cái hệ thống này yêu cầu bắt tôi phải có chìa khóa để nổ lên. Và trải nghiệm xe ở triển lãm cũng là một điều hay, khi mà chúng ta chỉ có trải nghiệm theo dạng offline thì thôi đó. Và chúng ta có thể điều chỉnh, nó cũng tương tự như cái việc mà chúng ta sử dụng chiếc điện thoại thôi. Bản chất các hệ thống điều khiển bằng nút bấm ngày xưa thay thế bằng một cái máy tính. Và cái máy tính này được xử lý với cái chip đồ họa rất cao. Và nếu như bạn nào đã chơi game rồi thì sẽ hiểu được cái chip đồ họa nó sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào. Ví dụ như cái công nghệ sợi chạm đây nó cũng sẽ khác chiếc 7 series hay là chiếc Range Rover mà tôi vừa mới trải nghiệm trước đây. Nó sẽ có tiếng động tạch một cái và mình có cảm nhận được cái độ rung như mình chạm vào một cái nút thật. Đây là một điều rất là khác biệt trên Audi nha các bạn. Sướng thật. Đó, cái gì cũng off hết rồi. Thế bây giờ mình bật hệ thống điều hòa lên. Switch off. Đó, lại cũng phải đòi bật chìa khóa lên thì mới cho hiển thị. Ôi, thật đáng tiếc. Bật lên. Bật lên. Rồi, chúng ta chỉ có thể ngắm mà thôi. Và vô lăng cần số lại hơi bé nhỉ. Cần số này lại hơi bé. Giá như mà nó dài, nó kéo dài lên như thế này thì có lẽ là đẹp hơn. Thậm chí như chiếc những chiếc xe đua á, cái cần số nó dài lên. Vật liệu thì không phải chê, vật liệu vô lăng da này. Da đều là da Nappa nha các bạn. Da Nappa vô lăng thì có thiết kế khá mảnh. Tuy nhiên là mình thích chiếc vô lăng đáy nó bằng hơn, như cái dòng RS hay dòng Audi A8. Màn hình này các bạn có thể thấy này. Chúng ta có thể điều chỉnh đồng hồ to bé, đồng hồ kỹ thuật số nhá. Thực sự là tất cả những cái điều khiển như thế này nó đã được máy tính hóa hết rồi. Và bây giờ chúng ta hãy quan sát phần cần số của xe. Ôi dồi ôi, phần nhôm này ốp đẹp quá. Trời ơi, những cái vật liệu trên những cái mẫu xe sang phải nói rất là đẹp. Và chiếc cần số như một chiếc cần số của chiếc phi cơ vậy. Mình thì mình chưa lái máy bay, nhưng mà mình có thể hình dung ra được. Mặc dù thiết kế Sportback với mái sau rất dốc, nhưng bạn sẽ không quá khó chịu khi ngồi ở hàng ghế thứ hai, bởi các chất liệu da rất xịn và các khoảng trống đủ cho bạn tận hưởng chất thể thao trên mẫu xe này. Thể tích cốp chứa đồ là 535 lít và khi mà gập hàng ghế lại thì nó có thể tăng thể tích lên tới 1390 lít. Vâng, bạn có thể chất một chút hành lý để đi chơi xa xa một chút cũng không có sao cả. Động cơ tăng áp 3 lít V6 của A8 mới sẽ được trang bị cho A7 Sportback 2019. Ở châu Âu, động cơ này có tên gọi là 55TF SI với công suất 340 mã lực và mô men xoắn 500 Nm. Cũng giống như Audi A8, pin lithium-ion 48V hoạt động với một máy phát điện nâng cấp để tạo ra hệ thống hybrid. Xe có thể chạy khi động cơ tắt trong một số tình huống nhất định. Audi cho biết hệ thống hybrid sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn 0,76 lít trên 100 km. Và Audi A7 sẽ tiếp tục sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp khác với hộp số tự động 8 cấp của Audi A8. Audi A7 Sportback còn có 4 tùy chọn hệ thống treo khác nhau, bao gồm hệ thống treo thủy lực thông thường, hệ thống treo thể thao giúp giảm 10mm chiều cao gầm, hệ thống treo điều khiển điện tử và hệ thống treo khí nén thông minh thích ứng.
A7 Sportback 2019 cũng có thể đọc các tín hiệu giao thông và liên lạc được với các xe Audi khác thông qua hệ thống V2V. Tuy nhiên, Audi chưa tiết lộ rằng liệu A7 mới có hệ thống Traffic Jam Pilot giống khả năng tự hành cấp độ 3 hay không. Các tính năng tùy chọn khác bao gồm ghế trước massage, hệ thống hương thơm, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen và cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn. Cũng giống như đàn anh Audi A8 thế hệ mới, A7 Sportback được trang bị các hệ thống mới nhất của Audi. Đó là hệ thống thông minh trí tuệ nhân tạo AI với 3 gói Parking Pack hỗ trợ đỗ xe từ xa, City Pack hỗ trợ lùi xe và Tour Assist Pack hỗ trợ lái xe cũng như tiết kiệm xăng. Tùy theo từng phiên bản mà A7 Sportback có thêm 5 cảm biến radar, 5 camera, 12 cảm biến siêu âm và một máy quét laser.